Mệt. Hello anh em, thì mới đi rước con tắc kè bông về nè anh em. Tắc kè bông phiên bản lỗi nha. Chiếc mua đồng tưng. Đâu hả? Mua Sài Gòn á. Má giữ rồi ta. Xe này giữ à. Xe giữ anh em ơi. Biết xe này á là biết gì không? Hai thì luôn nha, chạy như xì bo vậy đó. Là mình phải gì vậy? Gọi là xăng pha nhớt đó biết không? Xăng pha nhớt á. Thì bữa giờ chơi hai van rồi, giờ chơi con này không có một van nào luôn anh em ơi. Con này không có một van nào luôn á. Đúng là người ta từ hai van đúng không? Cái người ta lên 4 van, 8 van hay là này nọ. Tôi chơi từ hai van tôi xuống không còn cái van nào luôn. Tại vì con này hai thì nó đâu có cam cọ xúc bắp gì đâu, có van. Phải có cam cọ xúc bắp mới có van chứ anh em. Đó. Phụ đỡ xuống đây. Đã xuống quay sơ sơ cho anh em coi. Trời ơi. Gì vậy? Sức luôn rồi. Không có này nóng bô mày ơi. Không sao không sao. Thở lên. Má nặng. Từ từ nặng ơi. Nặng tức. Qua. Chết từ từ. Ê. Ui, gắt chống cây. Ôi. Vô bọng gì vậy đây trời. Chảy máu luôn rồi. Cái gì chạy dữ rồi ta. Ai biết. Chảy máu chỗ nào. Rồi xi luôn. Đó. Anh em thấy không. Tự mua tự chở về luôn. Tiết kiệm được cái phần vận chuyển nữa. Tự mua tự chở luôn nè. Thì giờ tôi cũng không hình dung ra là chiếc xe này xe gì luôn anh em. Thì chủ xe nói là xe này hai thì thôi. Nè quay cái máy cho anh em coi. Đó nó hai thì. Đầu lòng đó nè. Nó có cái lòng không có cái đầu. Cái đầu nó chỉ là cái nắp quy láp thôi nè. Nó có cái nắp chút xíu à. Nè xăng pha nhớt đây nè. Trời ơi nó thúi luôn rồi chứ nhớt. Thơm gì nữa. Để lâu quá nó thúi luôn rồi. Hết thơm rồi. Thì nói chung là xe này mình mới đem về thôi. Nó hơi tàn anh em. Tại vì chủ xe giống như là dọn chưa xong. Chọn chưa có xong rồi cái nghỉ chơi không chơi nữa bỏ giờ chia lại tôi nên tôi mua về mà giờ ngộ một cái nữa nè anh em bình thì không có mà giò đạp cũng không luôn không có cái giò đạp luôn anh em rồi nổ máy cách nào xe này quay bánh đường tư ai biết đâu nào giờ chưa thấy ủa mà nó tay ga mà nó đâu có số quay bánh đâu có số đâu. Ủa xe này thì sao nổ máy ta. Mà cái này mới ghê nè anh em. Qua đây quay nè Tấn. Đó anh em thấy không. AH3. Bô này bô tăng cho xì bo. Nhưng mà kiểu như là gắn từ đây đúng không. Cái này nè anh em. Cái này đúng ra là nó nằm ngay đây. Cái lon này nè. Đúng ra là cái lon này nè. Như anh em thấy mấy chiếc xì bo người ta chạy. Cái lon này nè nó nằm đây nó quay ra làm sao vậy. Tôi không hiểu chủ xe chơi sao công nghệ gì tôi cũng biết mà giờ nghe đây cái uống cái cổ co lại vậy thành ra giờ cái bô này độc quyền luôn độc nhất vô nhị luôn cái bô này quá lạ luôn à thì con này giờ hiện tại là tôi không biết nó là xe gì anh em nhìn thì giống Dio á nhìn thì giống Dio mà máy đứng rồi không đứng mà nằm thì không nằm nữa nó cứ xéo xéo thôi chứ nó không được máy đứng nữa anh em đó. Nói chung là chủ xe dọn được tới đây thôi rồi bỏ luôn rồi nghỉ chơi hết đam mê rồi. Xe này mới ghê nè. Xe này bây giờ không có chỗ ngồi thì tất nhiên là mình sẽ ngồi như vậy. Ngồi cái xe này nhìn đúng hài luôn á. Mặc dù tôi chưa chạy ra đường luôn anh em nhưng mà tôi ngồi như vậy tôi hình dung ra thôi là tôi thấy cái xe này đúng hài luôn rồi đó. Cái đầu gối tới cái ghi đông luôn đứt gió nè có giá hạ ý hạ đùng lụm rồi nói chung là tới đây thôi anh em ơi sương sương thôi thì nói chung là anh em nào biết cái xe này xe gì á thì bình luận giúp mình nha tại tôi nhà quê hai lúa anh em ơi thiệt có sao nói vậy nhà quê hai lúa tôi không biết xe gì nên anh em nào biết xe này thì bình luận giúp tôi nha. Tại 11 người ta còn hỏi tôi xe này xe gì tôi còn biết đường tôi trả lời chứ giờ tôi kêu nó bằng con tắc kè không à.
tại vì nha màu tùm lum màu hết trơn, kêu bằng tắc kè thôi chứ giờ không biết xe gì luôn. Ví dụ mai mốt mà tôi làm cho nó nổ máy xong chạy ra đường ai hỏi xe gì á, xe tắc kè, xe gì á, xe tắc kè đó. Rồi ok anh em ơi, thì cái clip này tới đây thôi. Bữa nào mình làm cho nó nổ máy hoàn thiện mình chạy á, mình quay cái clip cho anh em coi ha. Còn clip này tới đây thôi. Cảm ơn tất cả anh em đã xem clip của mình. Nếu thấy thích thì nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nha anh em. Tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em có clip tiếp theo. Thả tim cho anh em cái.